Chào mừng các em đến với bài giảng sinh học 8. Như các em cũng biết, trong cơ thể có nhiều loại tế bào, mỗi loại tế bào lại thực hiện những chức năng khác nhau. Tuy nhiên, người ta cũng có thể xếp loại chúng thành những nhóm tế bào có nhiệm vụ giống nhau, người ta gọi là mô. Vậy thì mô là gì? Có những loại mô nào trong cơ thể người? Chúng ta sẽ tìm hiểu, giải quyết vấn đề này trong bài học hôm nay nhé. Các em cùng tìm hiểu bài 4. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức về khái niệm mô là gì. Phần 2, các em sẽ được tìm hiểu các loại mô và chức năng của từng loại mô. Và lưu ý ở bài này, thì các em sẽ có những cái câu hỏi lệnh tam giác trong sách giáo khoa được giảm tải, do đó cô không đề cập tới, và chỉ những cái nội dung chính trong trọng tâm hôm nay các em sẽ được đề cập, đó là khái niệm về mô và các loại mô cũng như chức năng của các loại mô nhé. Bây giờ chúng ta tìm hiểu khái niệm mô. Vậy bằng kiến thức các em tự tìm hiểu thông tin phần 1 la mã, hãy cho cô biết mô là gì. Các em cũng nghiên cứu thông tin và trả lời được. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu trúc giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định. Cô ví dụ như các em thấy nói tới mô biểu bì thì có các tế bào cùng thực hiện chức năng, nó có tạo giống nhau, đó là thực hiện chức năng, đó là bảo vệ cũng như là thực hiện việc trao đổi chất. Rồi các em chốt lại khái niệm mô và ghi vào vở nhé. Cô nhắc lại, mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu trúc giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định. Thì có những loại mô nào, chúng ta tìm hiểu tiếp hai la mã nhé. Các loại mô, đây cô giới thiệu với các em mô có 4 loại chính. Chúng ta tìm hiểu 4 loại chính, và đây là hình ảnh ngoài sách giáo khoa cô giới thiệu để các em biết thêm. Ví dụ như mô cơ, đây là hình ảnh mô cơ, mô thần kinh, mô biểu bì, mô liên kết. Bây giờ các em hãy quan sát các hình có trong sách giáo khoa, hình 4.1.2.3, và cùng thực hiện trao đổi nhóm để hoàn thành bảng cho cô. Ở đây cô giới thiệu, các em sẽ tìm hiểu 4 loại mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh, tìm xem vị trí của mỗi mô này trên cơ thể ở đâu. Và phân loại, các em lưu ý cái phần phân loại, thì các em xem tìm hiểu thông tin loại mô nào có phân loại ra các loại mô thì chúng ta mới liệt kê vào trong phần này, trong bảng này. Và thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô về chức năng. Đây là trọng tâm của mỗi kiến thức cho mỗi loại mô. Các em lưu ý nhé. Bây giờ các em kẻ bảng vào vở cho cô. Sau đó cô sẽ giới thiệu hình cũng như các loại mô để các em cùng có thêm kiến thức. Các em đã kể xong bảng vào vở rồi, phải không? Bây giờ cô giới thiệu các loại mô qua thông qua các hình nhé. Được. Giới thiệu cho các em, đây là mô biểu bì. Trong sách giáo khoa hình 4.1, hình A đây là mô biểu bì ở dạ dày, hình B là biểu bì ở da. Thì thông tin, ta thấy rằng mô biểu bì là gồm các tế bào xếp xích nhau, phủ ngoài da, lót trong các cơ quan rỗng ở đây như là ruột, ống đái thực quản, khí quản, khoang miệng, vân vân. Các em tìm hiểu thêm xem mô này nó còn có chức năng gì cũng như vị trí nằm ở đâu. Chúng ta qua loại mô tiếp theo. Cô giới thiệu với các em mô liên kết. Thì ở đây mô liên kết, các em lưu ý ha.
Hình A này đây là nói về mô mô sợi, thì cái mô sợi này nằm ở dây chằng. B là mô sụn, đây cái vị trí mô sụn người ta phóng lớn ra. À, vô sụn thì nằm ở cái đầu đầu xương, sụn ở sụn đầu xương. Và thứ ba là mô xương, à, đây là cái phần xương thì gọi là mô xương phóng lớn để các em theo dõi. Và đây là mô mỡ, à, mỡ thì nó nằm mô mỡ nằm ở cái phần mỡ. Vậy thì mô liên kết là gồm các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền. Ở đây cô có giới thiệu chất nền để các em hiểu thêm là chất lỏng trong suốt không màu và nhớt, có sợi hoặc là không có sợi. Không có sợi ví dụ như mô mỡ hoặc là máu, thì chất nền nó làm chậm cái sự lây lan của mầm bệnh. Đây là thêm thông tin để các em nắm. Và cũng như mô biểu bì, các em cũng tìm hiểu vị trí, phân loại và chức năng của mô liên kết. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu loại thứ ba, đó là mô cơ. Mô cơ các em quan sát ở hình 4.3 sách giáo khoa thì cô giới thiệu trên màn hình. Mô cơ thì gồm có mô cơ vân, mô cơ tim và mô cơ trơn. Thì mô cơ vân các em nhìn thấy là tế bào nó có rất là nhiều nhân, và nó dài, nó có những cái vân ngang. Rồi chức năng của mô cơ vân là nó gắn với lại xương. Còn mô cơ tim, thì tế bào nó cũng có nhiều nhân phân nhánh, và chức năng là nó tạo nên cái thành tim, các em để ý. Còn mô cơ trơn, đây là mô cơ trơn. Mô cơ trơn thì tế bào chỉ có một nhân, tức là mỗi tế bào các em để ý ha, có một nhân và nó dạng như hình thoi, nhỏ. Thì chức năng của nó là tạo nên cái thành nội quan như là dạ dày, ruột, mạch máu, bóng đá, vân vân. Rồi, các em lưu ý kỹ ha, thông tin trong sách giáo khoa cũng như cô giới thiệu để chúng ta hoàn thành bài. Và cuối cô giới thiệu với các em đó là mô thần kinh 4.4 sách giáo khoa. Thì cái mô thần kinh này các em thấy rằng là gồm các tế bào thần kinh, người ta gọi đó là neuron. Đây là neuron. Và các tế bào thần kinh đệm, đây những tế bào thần kinh đệm các bạn nhìn thấy rồi đấy. Và nó có chức năng là tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin và điều khiển các hoạt động của cơ quan và trả lời các kích thích của môi trường. Và thường chúng ta sẽ thấy vị trí nó nằm ở não, tủy sống hoặc là dây thần kinh. Đó là cô giới thiệu về mô thần kinh. Để nhiệm vụ của các em bây giờ là hoàn thành bản cô các em vừa kể lúc nãy. Các em nhanh chóng hoàn thành bản. Như vậy là các em đã làm xong cái bảng về các loại mô, vị trí, phân loại mô và chức năng. Bây giờ cô chốt đáp án nhé. Các em theo dõi. Mô biểu bì thì các em tìm những thông tin, các em biết được là vị trí là thường là phủ ngoài của cơ thể. Ngoài ra còn có thể lót trong các cái cơ quan rỗng như là ống tiêu hóa hoặc là dạ con. Thì dạ con này người ta gọi là tử cung đó các em. Rồi mô liên kết thì vị trí là nằm rải rác trong chức nền. Mô liên kết có thể ở dạng sợi hoặc là không sợi. Và mô cơ vị trí là ở xương, dạ dày, bóng đá và thần kinh vân vân. Mô thần kinh, thì ở não, tủy sống, dây thần kinh và thần kinh. Để phân loại thì mô biểu bì chúng ta sẽ không phân loại. Chúng ta phân loại mô liên kết thì chúng ta đã tìm hiểu trong sách giới thiệu với các em, đó là những mô như là mô sụn, mô sợi, mô xương, mô mỡ, ngoài ra còn có máu. Rồi mô cơ, thì gồm có các loại như mô cơ vân, cơ tim, cơ trơn. Mô thần kinh thì tương tự như mô biểu bì, chỉ có một loại chính đó. Rồi về chức năng mô biểu bì thì chúng ta thấy chức năng của mô biểu bì là có chức năng bảo vệ, hấp thụ và tiết. Mô liên kết có chức năng là nâng đỡ và liên kết các cơ quan. Còn mô cơ, chức năng của mô cơ các em để ý thường là
co giãn, tức là tạo nên cái sự vận động của các cơ quan của cơ thể. Và mô thần kinh, các em lưu ý mô thần kinh là tiếp nhận, kích thích và xử lý thông tin, rồi điều khiển sự hoạt động của các cơ quan để trả lời các kích thích. Đây là chức năng của mô thần kinh. Như vậy là các em đã hiểu được các loại mô, chức năng của từng loại mô như thế nào. Bây giờ các em chốt nội dung kiến thức phần 2 vào vở. Có 4 loại mô chính, nhất là mô biểu bì, chức năng là bảo vệ, hấp thụ và tiết. Và thứ hai là mô liên kết, nâng đỡ, chức năng nâng đỡ liên kết các cơ quan. Và thứ ba là mô cơ, gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim, có chức năng là co giãn. Thứ tư đó là mô thần kinh, chức năng tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin và điều khiển sự hoạt động của các cơ quan để trả lời các kích thích của môi trường. Các em ghi nội dung vào vở nhé. Bây giờ để kiểm tra các em nắm bài, hiểu bài tới đâu, cô có câu hỏi trắc nghiệm như sau. Chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng nhất nha. Câu thứ nhất, chức năng của mô biểu bì là gì? A. Bảo vệ và nâng đỡ cơ thể. B. Bảo vệ, nâng đỡ và tiết các chất. C. Co giãn và nâng đỡ cho cơ thể. Các bạn chọn đáp án nào? Cô chúc mừng bạn đã chọn đáp án. Số 2. Mô thần kinh có chức năng gì? A. Liên kết các cơ quan trong cơ thể lại với nhau. B. Điều hòa hoạt động các cơ quan. C. Giúp cơ quan hoạt động dễ dàng. Rồi, cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án đúng. Như vậy là các em đã hiểu được kiến thức trọng tâm của nội dung bài học hôm nay. Các em là ghi bài 4 vào vở đầy đủ nhé. Và về nhà học tạo cho cô bài 3, bài 4 tiết học. Hôm nay đến đây là hết. Cô hẹn lại các bạn vào lần sau nhé.